một lần bên em thấy nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngó vẫn đó nơi hàng cây già, đợi nhau vu vơ mang tên em trong giấc mơ, rồi mùa thì chợt đến bồi hồi nhìn phương xa, đợi chờ một chút mơ cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. À, su su ơi là su su, tớ không có thì cậu nhắn làm chi hả? Ừ hen, nhưng cậu phải gọi cho tớ nha. Nhưng số mấy? Số hả? Tớ cũng không biết nữa. Trời ạ. Đu đu lắc đầu rồi véo má tôi một cái. Cậu ấy cũng hay làm như vậy mỗi khi bó tay với tôi. Cửa xe đóng lại và đu đu đứng bên dưới vẫy tay. Chết rồi, điện thoại số mấy ta? 0387 929 505. Số của tớ hả? Ừ, chứ còn của ai nữa? Để tớ ghi lại đã. Không cần, tôi có nhắn tin vào máy cho Xuân rồi mà. Tớ không thấy. Sao vậy? Đưa máy tớ xem nào. Tôi chỉ cho Lãm cái điện thoại. Lãm nhờ tôi cầm giúp cái ba lô của cậu ấy, rồi mới mở nắp máy ra xem. Đen thui. Trời ạ, tắt máy rồi sao nhận được? Tắt tối qua á. Sao cậu phải tắt máy chứ? Nó cũng cần đi ngủ mà. Vậy hả? Mới nghe đấy. Sao sáng rồi mà cậu không gọi nó dậy? Tớ không biết mở nó ở đâu. Lãm bật cười rồi chỉ cho tôi chỗ nút nào màu đỏ, bảo tôi bấm giữ nó hơi lâu chút, khoảng 5-6 giây thì màn hình sáng lên và hiện ra câu chào. Hello Su Su. Wow, nó chào tôi. Ai cài cái vụ dễ thương này vậy nhỉ? Thằng Long đúng là làm hết mọi thứ rồi. Làm gì? Hả? À không, thằng Long nó cài hết mọi thứ rồi. Từ danh bạ, lời chào, rồi ngay cả cái hình nền nữa. Cái hình nền con thỏ Bunny ngố ngố hôm qua tôi cũng thấy thích. Thì ra là Long đã cài. Xem qua một lượt, Lãm đưa tôi xem tin nhắn của cậu ấy vừa mới nhảy vào. Tin nhắn ghi số điện thoại ban nãy cậu ấy đã đọc. Tôi cầm lại cái máy và trả Lãm ba lô của cậu ấy. Trên ba lô cậu ấy còn gắn một cái huy hiệu. Đó là cái gì á? Hả? Huy hiệu này à? Ừ. Lãm tháo ra và đưa cho tôi xem. Chiếc huy hiệu bóng loáng ánh kim loại, có hình một ngôi sao 6 cánh. À, hồi đi thi đấu karate các thành phố thì tôi được trao cái này cùng phần thưởng. Đẹp hen. Tặng Xuân đó. Của cậu mà, cho tớ làm gì? Cái này cậu gắn lên cặp, bọn xấu mà thấy thì sẽ không dám bắt nạt Xuân đâu. Tôi gắn trở lại cái ba lô của Lãm. Chiếc huy hiệu này nằm ở đó sẽ oai hơn là phải theo cái cặp học sinh con gái của tôi. Sao vậy? Cậu không thích à? Tớ thấy nó không nở ra cái ba lô của cậu. Đôi mắt Lãm lại long lanh nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi cậu ấy chỉ cười một mình. Một lúc sau như khó khăn lắm, Lãm nói hơi e dè. Xuân không thích nhận quà của ai hết sao? Không hẳn. Chỉ là... Vậy còn anh bạn thân đó? Ai cơ? Bạn thân? Đu đu hả? Đu đu. À, cậu ấy tên Đường. Lãm vẫn tỏ ra chờ đợi câu trả lời của tôi. Mà trả lời cái gì nhỉ? Đúng lúc tôi đang cố nhớ ra là cậu ấy hỏi gì, chiếc xe đã thắng lại, đến trường rồi. Khi hai đứa đi tới cổng chính của trường thì bị Long gọi giật lại và tra hỏi như tù binh. Không biết cậu ấy ở đâu chui ra nữa. Sao hai người lại đi chung? Hả? Hẹn nhau? Mày điên à? Su Su, trả lời đi. Tao không nói với mày, thằng kia. Cứ vậy, Long lách vào giữa xô Lãm ra và kéo áo tôi. Cái gã hot boy hách dịch lại trở về sau chỉ vài ngày là mặt hiền lành. Có hẹn gì đâu, bọn tớ đi cùng chuyến xe mà. Xuân không phải giải thích với nó. Giọng Lãm rắn rỏ và quyết đoán. Nói rồi cậu ấy kéo tôi lên trước. Long nhanh chóng níu cặp sách của tôi lại. Mày buông ra coi.
Lãm trừng mắt nhìn Long, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Long càng kéo mạnh tôi về phía sau, vẻ mặt thách thức, mấy đứa học sinh cùng trường cứ thò mắt nhìn. Mày cũng thích su su của tao hả? Lại là su su của tao. Tôi giật cái cặp khỏi Long và cũng gỡ tay Lãm ra, một mình đi về hướng lớp, mặc kệ bọn họ. Nhưng chân tôi bỗng dừng lại khi nghe lời Lãm. Có thích hay không thì tao cũng không để mày bắt nạt Xuân đâu. Không để ai bắt nạt tôi. Điều này làm tôi nghĩ tới Đu Đu. Lãm và Đu Đu tự dưng lại có cái gì đó giống nhau, luôn muốn bảo vệ tôi. Tao bắt nạt Xuân bao giờ? Mày lấy cái quyền gì mà hay xách cô ấy? Tao... Tôi nghe thấy tiếng chân Lãm đuổi theo phía sau. Và thế là tôi cũng cắm đầu đi nhanh vào lớp. Hình như Long vẫn đứng yên ở chỗ đó. Cậu ấy vào lớp và không nói chuyện với tôi suốt tiết 1, tiết 2. Đến khi nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3, Long bỗng gục đầu xuống bàn. Tôi thấy lạ nên lại gần. Cậu có sao không? Mặc kệ tôi. Nói tôi nghe xem, cậu mệt hả? Đã nói là kệ tôi mà. Long vẫn không ngẩng mặt lên và nói giọng cấu kỉnh. Tôi đành rụt tay lại và chốc chốc lại quan sát xem cậu ấy có bị gì không. Cô dạy văn thao thao bài giảng, không để ý đến Long, dù cậu ấy cứ nằm lên bàn như vậy suốt buổi. Đến giờ ra chơi, tôi chịu không nổi phải gọi Hương Kim. Cậu ấy cứ như thế, không biết có bị sao không nữa. Chắc cậu ấy bị nhức đầu. Long, Long à. Kim cũng quay xuống kéo tay Long, nhưng cậu ấy không hề lay chuyển. Sự lo lắng khiến tôi trở nên lúng túng. Cậu dậy đi mà, đừng làm tôi sợ. Có lẽ nghe giọng thảm thiết của tôi, Long từ từ ngẩng lên. Mắt cậu ấy trông rất đờ đẫn, mồ hôi đẫm trên trán. Kim đưa tay sờ. Trời, Long sốt cao quá, nóng hổi à. Vậy hả? Tôi nghe Kim bảo nên cũng liền sờ trán Long. Nó như cái ấm nước vừa sôi xong vậy. Cậu ấy hất tay tôi ra giận dỗi. Tôi cấp cần su su quan tâm tôi. Cậu ấy bước đi, nhưng loạn choạng rồi ngã khuỵu cái rầm. Long ơi! Long ơi! Long! Long ơi! Đám bạn xúm lại bu quanh hot boy. Dù sao, cậu ấy cũng là cây đinh được mọi người yêu quý. Tôi cũng muốn phụ một tay, nhưng xem ra họ không gần tôi, vì tôi bị đẩy ra khỏi hẳn chỗ của mình. Hương Kim kéo tôi theo phòng y tế, mặc dù đã có rất nhiều bạn bè ở đó rồi. Nhưng thật ra thì tôi cũng có chút lo cho cậu ấy. Đằng nào Long cũng là một trong hai người bạn duy nhất chịu chơi với tôi ở lớp. Tôi và Hương Kim chỉ đứng ở ngoài cửa vì cái phòng y tế trường rộng 30m² đã bị chật kín bởi các bạn học sinh ở lớp tôi, lớp khác, rồi đội karate nữa. Tôi thậm chí còn không nhìn được Long ở đâu trong đó. Khoảng 10 phút, tự dưng đám đông giãn ra để tôi thấy Long đang ngồi tựa vào tường, trên giường. Cô y tá ngó xung quanh và hỏi: Ai là Su Su? Dạ em. Tôi bước khẽ lên và giơ tay nhận, thì cô ấy kéo tôi lại, nhét cho một bịch thuốc rồi nói liên tục: Em đưa Long về nhà, bạn ấy không học nổi nữa đâu. Chú bảo vệ sẽ đón taxi cho. Cái này là hai liều thuốc cảm sốt, và người nhà cho Long uống bữa tối và trước khi đi ngủ, rồi mua thêm nếu chưa khỏi nhé. Dạ, nhưng sao em đưa cậu ấy về ạ? Long bảo muốn em đưa mà. Dạ. Tôi ngơ ngác nhìn sang Long, cậu ấy cười hơi yếu ớt, nhưng cái vẻ ngạo mạn vẫn còn nguyên. Hồi nãy vừa bảo không cần tôi đấy thôi. Nếu bạn này không muốn đưa Long về nhà, thì để em đưa cho cô. Một cô bạn xung phong thay cho tôi, và tôi còn đang định cảm ơn bạn ấy một cách rối rít, thì Long gạt phắt đi, dù giọng đã suy giảm tính đại ca đi rất nhiều. Ngoài Su Su ra thì tôi không theo ai về hết. Thế là tôi bị chỉ định phải hộ tống đưa hot boy đại ca về nhà. Không ai thay thế được vì thứ nhất, cậu ấy là quý tử, là con ông cháu cha. Thứ hai, cậu ấy đang bị bệnh. Hương Kim lên tiếng nói nhờ Lãm giúp thêm một tay, thì Long nhất mực không chịu. Chắc còn giận vụ hồi sáng họ cãi nhau.
Thật ra tôi cũng thắc mắc sao lão không đến phòng y tế khi đội karate có lẽ đã thông báo tin hết rồi. Mãi khi ra tới cổng và đợi xe taxi, tôi mới nghe Kim bảo lão đã không vào lớp học sáng nay. Thật là ai cũng rắc rối như nhau. Long tựa đầu vào vai tôi suốt khi ngồi trên xe, cứ như là ngồi không nổi vậy, mắt thì nhắm thiêm thiếp. Nhưng tôi thấy mặt cậu ấy bớt tái rồi, lúc nãy chắc đã uống thuốc. Cậu mệt lắm hả? Cố nha, chắc sắp tới rồi á. Mà sao lâu quá ta? Chú ơi, sắp tới chưa chú? Chú tài xế loay hoay ngó dọc ngó ngang, hình như đang tìm đường. Chú tìm không ra nhà hả? Chú tài xế gãi đầu lúng túng. Ê giờ cái địa chỉ này khó tìm quá đi đúng không ạ? Trời ạ, hẻm 124 thì phải quẹo đường kia. Chỗ này đường ngược chiều sao mà đi. Quay lại chú ơi. Xem kìa, cậu ta ngốc dậy và hôi tay lia lịa. Giọng khỏe hơn rất nhiều rồi. Còn la lối trách cứ người khác được thì mệt mỏi cái gì. Nãy giờ còn giả đò như con nít vậy. Tôi đúng là khờ và bị lừa ngọc ơ luôn. Sau khi trả xong tiền taxi, Long bấm chuông cửa nhà mình. Căn nhà nằm trong căn hẻm rộng, có cửa sắt cổng cao, trong sân còn có một chiếc ô tô trùm kín. Ít phút sau thì có người nhà Long ra. Một chị gái cao hơn tôi khá nhiều, nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Ủa, sao em về giờ này? Bị bệnh. Nó bị gì vậy em? Dạ, bị sốt, chắc trúng nắng. Cô y tá trường em dặn thuốc này uống buổi tối và lúc đi ngủ, nếu chưa hết. Vào nhà hắn nói. Giọng Long gần như ra lệnh, rồi ra hiệu bảo tôi đi theo. Mất một buổi học lại không được về nhà. Căn nhà lớn nhưng lạnh tanh, vắng hoe. Ngoài ba chúng tôi ra, chỉ có con mèo đang ngoe ngoải đuôi, nằm ngủ ngay cạnh cái đồng hồ. Sự im ắng làm tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa nữa. Long thả người xuống ghế salon cái bịch, rồi gác tay lên trán thở mệt mỏi. Hình như là thật. Cho em ly nước đá, hai ly đi chị My. Em đang bệnh, sao uống nước đá? Trời nóng vậy không uống nước đá đi chết à. Đáng ghét chưa? Cậu ấy nhỏ mà ăn nói giọng câu có như vậy với chị ấy. Thế mà chị ấy cũng không la mắng gì, chỉ đi vào trong để lấy nước. Chị My, cho em xin một ly nước lọc thôi. Tôi nói với theo, rồi nhìn Long, muốn mắng cho cậu ta một trận. Nhưng su khờ như tôi thì làm gì có can đảm đó. Thay vì mắng, tôi chỉ nói như rót vào tai, hy vọng cậu ấy chịu nghe. Cậu bướng như vậy thật khó ưa quá. Có không bướng, có dễ thương thì Su cũng có thích tôi đâu. Long nói rồi quay mặt úp vào lưng ghế, tay vẫn gác qua đầu. Không lẽ việc tôi thích cậu ấy là quan trọng như vậy ư? Chị My rồi cũng mang một ly nước lạnh cho Long, một ly nước nguội cho tôi, rồi bảo Long lên phòng nghỉ. Nhưng cậu ấy cứ nằm như con cá chết. Long ơi, dậy uống nước cho khỏe đi. Không hiểu vì sao mà cậu ấy tự dưng ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ, vui vui nhìn tôi, đang cầm ly nước lọc nhìn cậu ấy. Nói lại đi. Nói gì? Long ơi, gọi lại đi, nghe ngọt quá. Trời. Làm ơn gọi lại đi. Cậu uống ly này. Long sụ mặt không thèm uống và nằm xuống tiếp. Ai, tự nhiên cái tôi thành vú em vậy. Biết sao bây giờ. Thôi, về. Mà sao nhà không có ai hết. Chị My lại bỏ đi đâu rồi. Nhà tôi tuy nhỏ xíu, chật chội, nhưng mà không có buồn như thế này. Tôi bỗng nhớ tới lời Long khi cậu ấy tự nhiên nhắc tới sự cô đơn. Yêu là có ai đó để nhớ đến khi cô đơn. Hoặc là đại khái như vậy, tôi không nhớ rõ lắm.
Và thế là tôi tội nghiệp anh bạn hách dịch này một chút. Long ơi, có uống không? Không tớ về á. Uống chứ. Long ngồi dậy uống ực ly nước lọc. Gần 11 giờ rồi. Bữa chiều tối nhớ uống thuốc nha. Tớ về đây. Hey, siêu lừa tớ à. Bảo tớ uống sẽ không về mà. Tớ bảo thế hồi nào? Thì nói không uống sẽ về. Vậy uống nghĩa là không về. Hả? Không phải vậy. Không được về. Su Su đừng khóc, tập 16 sẽ được phát sóng vào ngày thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Ngày mai chủ nhật ngày 17 tháng 4, mặc dù là không có phim nhưng mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái ngoại truyện của Su Su đừng khóc rất là vui, cùng với những vị khách mời rất là đặc biệt.